Quý vị ơi, hôm nay là thứ hai nha quý vị, 11 tây tháng mấy qua rồi ta, 11 tây tháng 9, 2023 nha quý vị. Combo này số mấy thì để hồi Bi nó vô nó đăng rồi nó nói nha quý vị. Chứ tôi giờ không có sổ sách ở đây, tôi ngẫu hứng tôi bán cặp này nha quý vị. Cặp mai chiếu thủy này là 450 bao khuyến ship nha quý vị, có chậu luôn ha. Cái chậu này thì tôi đóng gói cẩn thận nha. Khi về tới anh chị nào mà nó có hư hao đổ bể cái chậu này thì đừng có đền nha quý vị. Giao kèo trước nha. Đó. Anh nào có hợp lý hợp tình thì cứ mua, còn không thôi nha quý vị. Tại vì chậu này nó dễ bể, đóng kỹ lắm mà nhiều khi dục tới dục lui shipper nó quăng mà rồi nó hư rồi bể con cái rồi sao mà đền đây. Khiếu nại tôi mệt lắm. Nào bán tôi giao trước. Anh chị em nào có hợp lý thì mua, còn không thôi ha quý vị. Dân nghệ vui chơi mà. Rồi hai cây 450 nha quý vị. Xuống luôn ha quý vị ha. Cây số 1 nè. Kim vỏ trung nu nha quý vị, mai chiếu thủy trung nu nha. Đó. Có một cặp một thôi nha quý vị, không có mấy cây ông anh kia ông lấy hết trơn rồi. Rồi xuống luôn nha quý vị.